Bây giờ mình chạy thôi anh em ạ. Bây giờ mình chạy. Ui ui, em nhìn Nam này. Ui ui, anh nhìn Nam đi. Ui 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 ui, cái thể loại thành tấn thánh như thế này. Ui, holy sh, what the fuck, what the fuck is this? Đéo cần phải nói với công mình luôn ấy. Thật đấy, anh em chỉ cần sống đủ lâu là được rồi. Anh em chỉ cần sống đủ lâu thôi. Đấy, 14 kill. Đừng chết nha, đừng chết nha. Để mình đúng chung vui với, để mình chung vui với. Đây đây đây, anh em nhìn đam này, anh em nhìn đam này. Ui ui ui, cũng được ấy chứ. Quét dòm các thứ vẫn ổn. Đấy, em nhìn độc của nó rất là nhiều luôn. Ôi. Thôi, hết trận đi, hết trận đi. Ôi, nó ảo nhở. Ôi trời ơi, rút katana ra tầm này là sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn bước sang một cái gọi là thời kỳ mới của con vũ khí gọi là ác ma sang á. Ác ma giáng thế à, hay là ác ma gì, một con vũ khí phụ kiện 4.000 vàng mới, nhưng mà nó không phải là dạng mua mà là anh em sẽ được bình tĩnh, nó sẽ là dạng được tặng khi anh em nạp với giá là 4.000 vàng free, và nó sẽ có khả năng độc này. Như vừa nãy thì mình có review một số trên stream của anh ấy, của anh em có thấy thì nó sẽ là cái dạng mà kiểu nổ độc lan. Ăn cướp rồi, ăn cướp rồi. Úi giời, tí đi cận chiến nhá. Phải qua đây ăn cận chiến này, anh em tin không? Đã bảo mình qua là ăn cận chiến mà. Để thêm thằng này ơi. Không được rồi, chủ quan quá. Một con vũ khí búp dòm thế hệ mới 4.000 vàng. Và cái thông số nó thì cũng không thay đổi quá là nhiều cho lắm. Anh em khi mà sử dụng vũ khí này sẽ được cộng thêm 1.000 máu, giảm 20% đam và cộng thêm 10% tốc độ chạy. Nói chung là một con vũ khí búp dòm ở chung. Hiện tại là với con này khi mình đánh giá tổng khoảng thay A trừ với A thôi. Chứ còn để mà nó mạnh thật thì cũng hơi khó, vì con này nó phải tập trung rất là nhiều dom và đam phải to thì nó mới ngon được. Đây là hàng của mình, ăn nó đi. Ui dồi ôi, ông kia. Đây, phòng bắt đầu đông rồi này, mình sẽ bắt đầu test nhá. Mình có man Rubik rồi, nãy là mình không man Rubik em ạ, nên là đam nó bé. Nó bé hơn, không phải là bé hơn mà là gì nhỉ? Mình còn đang tưởng cái độc này nó sẽ rất là bé cơ, nhưng mà không, bây giờ mình lắp Rubik vào nó to tưởng tượng của mình rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thử trải nghiệm xem cái khả năng gọi là chảy máu của con Rubik này sẽ như nào. Hôm nay mình mang nguyên một combo chảy máu luôn mà. Đây có katana này. Không rồi, mình né sang con khác. Rồi, mình đã cào ông chuồng. Thả bắn C75 vào người mình đấy. Rồi thì mày bắn hộ. Rồi chúng mày bắn hộ. Này. Rồi đồng dòm rồi đấy. Rồi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Với khả năng mà khi mà anh em cho những con dom đứng gần vào nhau ấy thì nó sẽ có khả năng gọi là lan độc. Đấy, anh em nhìn thấy khả năng lan độc của nó rất là tốt. Mặc dù tầm của nó khá là bé thôi, nhưng mà chỉ cần chạm, chỉ cần kiểu vuốt mặt nhau cái là coi như là nhớ mặt nhau ngay. Và với khả năng cận chiến của nó rất là nhanh. Cận chiến của nó rất là nhanh như kiểu mà 4 gôn anh em ạ. Nhưng mà sao mình không chết nhỉ? Chắc là mình vẫn tanh. Mình rơi xuống, rơi xuống là chết rồi. Mình còn 1 phút được để mình chơi cơ, nên là thoải mái đi. Trận chiến này anh em thấy chưa? Trận chiến rất là nhanh luôn. Có khả năng xoẹt tích cực con katana ấy. Đây là đông. Đông một tí anh em ơi, đông một tí cho vui. Vừa nãy ở đầu trận thì anh em cũng đã thấy được cái khả năng của em nó rồi. Đây mình cho thằng này đi lan truyền dịch bệnh. Ấy, mình nguyên một combo lan truyền dịch bệnh đây này. Đấy, ok chưa? Cái máy nghiền với cả một P5 này. Ui, hai cái con máy nghiền nữa, cẩn thận. Ui. Ơi gà, ui rồi gà quá. Hunter mày để mẹ. Đấy, mình bắn cái này nó có khả năng nổ độc nữa anh em nhé. Đây nó nổ độc một phát cái nó ăn độc luôn này. Đấy, anh em thì hiểu đơn giản là thế. Về cơ bản nó là vậy. Một phát chết luôn. Ôi cả đấy cận chiến được thì hay anh em ạ. Đâu nhỉ, gom đấy nhỉ. Đây gom đây. Trung bình hình như là cứ 3 đến 5 viên là nó được có độc anh em ạ. Cái đó anh em nhấn một viên là nó có để kích hoạt. Nhưng mà nó có khả năng nổ ấy anh em ạ. Em hiểu nó có khả năng nổ được. Ui thế không chết kìa. Buồn nha. Thôi đừng với em anh ơi. Ra cho khác đi anh ơi. Khó thế. Ở đông quá anh ạ. Ui một hiệp 600 điểm này. Ui. Cái gì đang diễn ra hai hiệp được 600 điểm ạ. Cái gì đang diễn ra trong cái trận đấu này đây.
Đây là mình lắp Rubik vào rồi nhá. Phụ kiện thì tôi chưa nhìn kỹ là nó lên lấy phụ kiện nào. Nhưng mà tốt nhất là cái con này tôi đoán khá chắc anh em sẽ rất nhiều người lên được full. Mình chỉ nói vậy thôi. Một con vũ khí búp zom và bắn cũng rất là ngon. Nhưng mà trong trường hợp nhiều zom thôi, trường hợp ít zom ấy thì em chỉ đem đi cận chiến là căng thôi, chứ còn để mà nói là bắn kiểu đấy độc này, bắn bình thường thì hơi khó nhưng mà thế đây đằng sau cứ bắn đi cho mày chạy, bây giờ cho mày chạy nó gọi là ao trình rồi. Nó không một từ gì để diễn tả cái khả năng ao play của mình ấy. Rồi thế là đủ ao play chưa ấy, rồi đủ chưa, thế là đủ chưa, chúng tôi không cận chiến được nó rồi. Ui thằng này tí chết nhá, con này bắn rất là ngon luôn. Khi mà anh em tổng hợp nhiều zom vào đuổi thì cái con này đuổi một con cũng rất là khó rồi. Bây giờ là còn kiểu càng đông thì càng dễ chết đấy. Đấy nó nỏ nỏ bắn trượt hết. Ui là quê, nó vừa từ nhà trẻ nó qua đây anh em ạ. Trận trước là mình gặp nó ở nhà trẻ. Thế con này cũng có thể gọi là rác ấy, nhưng mà nó là rác nửa mùa anh em ạ. Kiểu nó không đông zom thì nó không phải chết được đâu. Đổ lọc đây, đúng rồi. Mình đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái trận đấu này rồi. Kiểu mình có một cái tập đó là kiểu tiếng nó to quá, mình sẽ không định hình được cái gì trong cái trận đấu này luôn ấy. Đâu rồi? Ao nhây chưa? Má, hết ao nhây luôn. Ui, zom trận này khỏe thế. Mình ăn được có 200 điểm mà. Hello Phong, hello mọi người, cảm ơn 65 người đang xem nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cũng tại hôm nay nó gần cuối tuần rồi mà vừa mình thấy view nó không bằng thứ hai ấy. Hôm thứ hai mình thấy view nó tận 80 cơ anh em ạ. Ảo thật sự, mình không hiểu tại sao đến lên được 80. Ai, một thằng chết ngu. Thầy hình như không có đọc hay sao? Ừ, thầy không có đọc anh em ạ. Thế thì chết là đúng rồi. Chết luôn này, úi trời ơi, đi phá game tao á. Ra đi Dương ơi, mày nên xóa, mày nên quit chưa kích đi. Quit battle team. Bắn rất sướng anh em ạ. Đấy, bây giờ cứ chảy máu là chết rồi. Nhưng mà mỗi tội là anh em phải đứng xa tỉa cơ, chứ còn đứng gần tỉa để mà chết thì cũng hơi khó. Chảy máu cái là cận chiến được này. Đấy anh em thấy chưa, chảy máu cái là cận chiến được luôn. Mình chỉ cần cho kích hoạt được cái độc thôi, mình cận chiến là vừa đủ luôn. Mỗi tội là sau mình có gom. Mẹ nó cày. Đây có con katana đoan kim này rồi. À, nó còn thu do mà để mẹ tí nó chết rồi. Mấy thằng này có độc. Thằng áo cần này có độc. Con này tôi... Ui dồi ôi, ông này ông chả đọc không tin vũ khí với cả xem stream mình cả. Con này nó búp. Thôi khỏi búp đi nhá. Bắn cái này thì khỏi búp luôn. Nhá. Bắn đây này khỏi búp. Mẹ tôi đã giảm 20% đam rồi, xong lại thêm quả ký sinh trùng tăng giảm thêm 35% đam nữa mà vẫn không đủ. Ủa con loèn như vậy. Con này nó sẽ búp 1000 máu này, 10% tốc độ chạy và giảm 20% đam nhá. Mẹ con này né nhanh đấy. Đi đâu khác chơi. Đi đâu khác chơi. Rồi ăn dính độc rồi nhá, xem nó có chết không nhá. Không chết rồi. Mình qua đây, ôi nó đè đầu mình à. Nó đè đầu mình em ơi. Mấy giờ muốn đi khó quá anh ơi á. Học để chơi lại truy kích về set go. Sợ lâu quá. Bạn cứ chơi thôi, bạn không bunny được thì bạn cứ tập êm đi. Bạn êm không tốt, bạn bunny để làm cái gì. Nếu bạn chơi set go, bạn cứ chỉ bunny thôi thì nó chả làm được cái gì cả. Nói thật, bạn vào đấy bạn bunny giỏi, bạn không bắn được hay thì người ta cũng chỉ bạn tốt. Chỉ bạn tất luôn, không phải tuốt, nhầm, đi thôi. Níu mồm được chưa. Chứ cái thì mình không đánh giá quá cao cái việc tập em hay bunny cái gì cả. Tập em là cái chuyện gọi là hàng đầu. Em mà chơi zombie các thứ thì không cần trọng lắm. Em chỉ cần cắm bừa không chết được zom mà. Đấy, như kiểu này chẳng hạn, đấy. Khỏi làm gì luôn. Hiện tại là mình đang 5000 máu đầu trận này. À lướt nhanh đấy. Lướt đi, lướt thêm lần nữa. Ui giời, vẫn mới thành được, ảo thật. Thôi em tặng, ui giời.
Ôi sao xong rồi? Để bị cuốn vào vòng xoáy là thế nào? Mình cào đông đông tí chơi nó bị sướng em ạ. Chứ con này kiểu ít giòm ấy, chơi chán lắm. Nó như một vũ khí độc thông thường đấy. Lại thêm bố kia mang tôi ca vào, thế thì nghỉ. Chịu. Đây rồi. Bốt đập. Ôi rồi, độc nó lan này. Đấy, cho nó lan. Nó tí đó, nó lên đền thờ rồi đông, tập trung đông đông tí đã chơi sướng này. Đây đây đây, tập trung đông đông vào. Tập trung đông đông vào, tập trung đông đông vào. Tập trung đông đông vào anh em ơi. Đúng rồi. Mà sao mình không có đúng không? Ừ, ok. Không sao. Rồi bên đây đông này. Đấy bây giờ cứ lan độc ấy. Đấy, bây giờ cho nó lan độc ấy. Lan, lan bên cạnh ra đi. Đập cứ thế vẫn dính được mình. Mày nhọn này, ui tí để ăn trận chiến này. Mày nhọn, mày nhọn. Ôi mẹ mấy nghe nó bắt không kịp anh em ạ. Nó lao mẹ như châu húc mã ấy, sợ thật. Mày cứ lủi hết trong chuồng đi. Lủi hết trong chuồng đi. Một sao thì chết rồi. Bun đi đi. Một sao thì mày chết con nạ. Một sao thì mày chết con nạ. Bỏ kia kiểu gì cũng 2-3 sao thôi. Anh em tin mình. À thêm cái bố này nữa. Đứng đây thủ. Úi giời ăn một quả cứt. Bây giờ toàn 2-3 sao thì khó chơi lắm anh em ạ. Nó không bắn ra chỗ mình được. Thằng nào đấy? Ngu thế nhở. Mẹ chơi game không chơi cứ ra cào 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 cay. Mẹ nó nhìn thấy nó bắn nó mẹ. Vừa hồi được nửa cây đã, nó bắn luôn nửa cây rồi. Chơi game không hiểu làm gì luôn, ăn hại thật sự. Sướng là Scar Galaxy và Scar bắn là sướng lắm rồi. Thì game nó phải thay đổi từng mùa chứ, đã game pay to win rồi không thay đổi thì ăn cám rồi không? Đâu ấy nhỏ, úi giời, đây 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 đây, có hàng đây này. Có hàng rồi, thằng ngáo cần à. Có cái tiếng gì nhỉ? Tiếng gì ấy nhỉ? Nghe quả tiếng ảo đấy. Ok. Mẹ thấy bun đi được, à. Mẹ ai bị rất mũi rồi. Đâu ấy nhỏ, đông đông một tí thôi mà. Còn 1 phút rưỡi nữa, cố lên. Chạy đi đâu? À, nó vẫn kịp bắn được Ska, thằng chó gì nữa. Nó mình đấy là 2 lần rồi. Nó chỉ bắn mình chứ bắn thằng nào đâu. Chưa kịp dùng ép. Rồi bây giờ đến giờ hoàng đạo, à, đến giờ tiệc rồi. Đấy cứ đọc thôi, cứ đọc thôi. Nhưng mình không ăn được con nào đúng không? Một con. Mẹ chó đẻ này, mẹ. Thằng ngu rồi nữa. Để chúng mình bước ra đây. Ôi chuẩn cứt rồi. Bảo nó bước thật ạ. Tại sao mình có thể chạm vào cái thằng Vi nhở? Chơi game mệt lắm luôn ấy. Cho nó cái đèn nữa. Vi nhở? Cho cái đèn trong chiêu kích ở trong PvP như vẫn được mà. Vẫn rất là được bình thường mà. Nỏ à? Nỏ thì chết trước nhá. Nỏ chết đầu tiên luôn. Thằng Mai Trung Nam bắt đầu nói ra những cái lời lẽ không hay rồi đấy. Này mẹ thằng này nháy không chết được kìa. Độc nó 10 máu. Ô đây 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 đây. Không chết kìa. Ô. Ảo nhờ. Thôi chết đi. Ô đấy. Đấy đây quả game. Úi giời game ảo thật đấy. Ừ. Game ảo thật. Ừ. Bảo game rác lại tự ái. Lại thêm bố này bố đứng nhìn nữa chứ. Hộ này, huyết thanh này. Đào phòng à, ai không có hứng thú đào phòng em ơi. Úi dồi, đọc này, úi dồi, đọc đê, đúng rồi, đọc đê. Úi đọc đi lên đam nhìn nó sướng chưa. Thế không chết kìa. Sao mình đập nhiều quả ảo ấy, không chết được nó. Bắn thì nó lại chết luôn, ừ. Chả biết làm thế nào cho vừa lòng thiên hạ luôn. Giờ thì chạy chết này, đấy. Giờ thì không chết, ừ, giờ thì mình chết. Đấy bắt đầu nó dí mình tiếp này, em tin không? À bây giờ nó chết rồi. Ơ à, thằng kia sao chết rồi. Cứ múa đi. Múa như không có ngày mai đi. 1 phút rưỡi đó, ok. Thôi đéo ổn rồi, chạy luôn.
Lại nỏ anh em ạ, lại nỏ đứng ngay rồi thôi, mình không ăn được kill anh em ạ. Mẹ mình không kịp bắn cái mấy nghiền, quả đấy mình bắn mấy nghiền là mình sống rồi. Ờ, sửa ca nó không dính đến mình, ừ, tốt. Phải bắt đầu ngộ giác nào rồi đấy. Trời. Lại mà đã bảo cận chiến 3 phát chết được mình thì mình cũng thấy lại có sửa ca thật đấy. Ừ, quả đấy mà nó cận chiến chém chết được mình là mình cũng lại có sửa ca luôn. Như nào? Bờ thấy tao hiền là chúng mày láo nháo đấy. Tao nó khệnh khạng rồi đấy. Ủi thế không chết thôi rồi, mình cút rồi. Một chục phải mà không chết là mình thấy cút rồi đấy. Thằng Mai Trung Nam từ lúc nó nói gắt cờ cờ ấy là nó cút luôn đấy, không có xuất hiện luôn. Lúc này bắn tê mà có đam nó bé thôi. Em nhìn đọc bắt đầu lên này đấy, đọc bắt đầu lên này. Nhặt súng á, nó nghĩ mình rách đến thế á. Đấy hai là mình lấy con này luôn mà. Mẹ nó nghĩ súng của nó to như thế á. Đây đây là đây rồi. Úi giời, cút luôn. Nhảy đây, mày nhảy nó đây. Mày nhờn này. Đấy, bây giờ đem con này cận chiến luôn khỏi bắn nữa nhá. Đem cận chiến luôn khỏi bắn nữa, bực quá này. Cặp mấy thằng rích tự cao tự đại cứ nghĩ chúng mình to. Thế thì chết rồi. Ơi, mất dành lúc nào ấy nhỉ? À, G18 mới nỏ à. Combo nghe trông cũng ỉa chảy vãi đái nhỉ. Và nó vẫn chết được mình, ừ. Lại mấy thằng nước rửa bím này nữa. Nước rửa bím chỉ có nỏ thôi, chứ nghĩ là còn gì khác. Ngu để ngu vậy sao? Nào súng của mày đấy. Thằng này tiếp ăn trận chiến này. Thế không chết được nhở? Ảo thật. Ờ, còn đấy chém nó không chết luôn. À, nó giảm 20% đam rồi, bảo sao mình chém nó không chết. Ờ. Còn đấy tích tầm gần 18 thế nhở? Rồi gần 18 bật E lên trong RPG à? À, trong top 3 à? Hay như nào? Ui, thế đông này, đang đông này. Tuy đông anh em ạ. Bây giờ cho nó lan độc là ngon này. Đấy, bây giờ cho nó lan độc đấy. Lan độc là ngon. Đạn mình còn nhiều, vẫn chủ được. Ơ, quả thằng mới độc kinh mà. Trông cứ thế thôi nhưng mà độc kinh phết đấy, không được đâu. Nó cứ lên thôi anh em ạ. Đấy, cứ lên thôi, tại vì nó như kiểu virus thế mà anh em, nó cứ lan truyền thôi. Mình không biến được quả hero rồi, quả này khó. Ngon. Thì hai thằng ăn nguyên quả, đau đấy. Ôi giời, sao tiền anh nó có cho chơi ác à? Giờ mình biết đấy. Thấy chắc chơi, đốt điểm này là hết trận đấy. 2001 điểm. Mình vẫn gấp đôi thằng Hunter, nhưng mà mình cận chiến nhiều quá, mình cay. Mình chỉ đang thắc mắc là tại sao con này nhiều điểm thế. Mình đang thắc mắc tại sao con này nhiều điểm thế anh em. Thật sự mình không hiểu. Mình cũng không hiểu con súng này nó như thế nào luôn đấy. Mà lag quá anh em ơi. Nó lag rồi mình không nhảy được luôn này. Bắn mình không nhảy được luôn mà. Rồi bắt đầu nỏ thủ trường rồi đấy. Rồi bắt đầu thủ trường rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Để chỉ là thôi cút rồi. Hai nỏ à? Mình nhớ không nhầm là hai nỏ à? Đúng không? Hai nỏ thì khó rồi. Thì phải giết một cái thằng này này. Đấy. Ôi, chéo được rồi. Mình em kịp chưa? Chưa ai kịp à? Thế phải chơi bọn súc sinh này rồi.
Thế thì phải chơi bọn này rồi. Thế phải chơi hết nha, cho khỏi bắn luôn. Tưởng mẹ Sunlight thế nào.